Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa của chúng tôi. Bản tin trưa được cập nhật đến 11 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư không còn tình trạng nhẹ trên nặng dưới, hạ cánh an toàn. Bộ trưởng Hồ Đức Phước, doanh nghiệp lừa đảo hàng chục ngàn sổ đỏ của người dân ai giải quyết? Hành trình cảnh sát cơ động truy bắt nhóm gây ra vụ tấn công ở Đắk Lắk. Hai thanh niên đi xe máy ngã ra đường bị xe tải cán tử vong. Nhật Bản thiết lập hệ thống liên lạc hỗ trợ Ukraine tái thiết. Thông tin chi tiết về những sự kiện mới nhất vừa diễn ra sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo thông tin từ báo Chính phủ, hôm qua 19 tháng 6, chủ trì hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá mới thành lập và hoạt động nhưng nhiều ban chỉ đạo cấp tỉnh đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao. Các địa phương đã đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương đã có sự chuyển biến rõ nét. Số vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực được phát hiện khởi tố mới tăng cao. Số vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp và số cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu, vi phạm bị phát hiện, xử lý cũng nhiều hơn. Không còn tình trạng nhẹ trên, nặng dưới, hạ cánh an toàn như trước đây. Góp phần quan trọng từng bước khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Giờ đây trên nóng dưới cũng ngày càng nóng lên. Ghi nhận thông tin từ báo Người Lao Động, chiều ngày 19 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã phát biểu góp ý về luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Tài chính đề cập đến việc không cấp được sổ đỏ cho hàng trăm ngàn người dân vì chủ đầu tư nợ ngân sách. Luật đất đai quy định giao đất cho doanh nghiệp mới xác định tiền sử dụng đất. Khi doanh nghiệp không nộp được mới xử phạt chậm nộp, mà tiền phạt lại thấp hơn lãi suất ngân hàng. Do vậy, việc doanh nghiệp bán, thu tiền của người dân rồi đi kinh doanh dự án khác, sử dụng tiền vào việc khác, không nộp tiền vào ngân sách khiến người dân không được làm sổ đỏ. Từ đó xảy ra nhiều bất ổn khi người dân khiếu nại đòi quyền lợi. Bộ trưởng Hồ Đức Phước đề nghị phải có thiết kế quy định để doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính, nếu không thì không giải quyết được. Theo Bộ trưởng, nếu doanh nghiệp vi phạm, lừa đảo, cùng lắm bắt đi tù, nhưng hàng chục ngàn sổ đỏ của người dân thì ai sẽ giải quyết? Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phước, nếu doanh nghiệp không nộp tiền thì không thể giải quyết được, làm mất lòng tin gây bất ổn. Tôi đề nghị phải nộp tiền vào ngân sách mới được giao đất, tiền trao chó múc để tránh trường hợp sau này phải đi đòi nợ, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói. Báo Dân Trí đưa tin, 9 ngày qua, lực lượng chức năng đã bắt giữ 62 đối tượng trong vụ tấn công vào trụ sở công an 2 xã ở Đắk Lắk khiến 4 cán bộ công an xã hy sinh, 3 cán bộ xã và 2 người dân tử vong. Trong quá trình triển khai vây bắt nhóm người gây ra sự việc, Cảnh sát cơ động Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng chủ chốt. Sau khi nhận lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngày đêm truy bắt những kẻ gây án đang bỏ trốn trong các rẫy cà phê. Quá trình truy xét, vây bắt nhóm tội phạm, lực lượng chức năng được trang bị đầy đủ áo chống đạn, công cụ hỗ trợ, vũ khí. Nhóm nghi phạm được đánh giá là manh động, dã man, có vũ khí nóng. Đồng hành cùng các cán bộ, chiến sĩ, người dân, các xã Ea Ninh, Ea Katu, huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk đã cùng nhau nấu hàng trăm suất ăn mỗi ngày, gửi tặng các cán bộ làm nhiệm vụ. Nhiều hộ dân cũng có những hoạt động tích cực hỗ trợ các lực lượng truy bắt tội phạm. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, việc này cho thấy tính hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thế trận lòng dân vững chắc tại địa bàn. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm qua 19 tháng 6 tiếp tục xét xử sơ thẩm 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House và các đơn vị có liên quan. Với phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh 4-5 năm tù về tội vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Hạnh đã chỉ đạo ký các quyết định hoàn thuế cho Công ty Nhà Thủ Đức đối với 15 kỳ từ kỳ tháng 4 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019, trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế. Bên cạnh đó, bị cáo còn có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Công ty Nhà Thủ Đức không áp dụng đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn quản lý hoàn thuế, gây thất thoát của nhà nước 331 tỷ đồng. Chiều ngày 19 tháng 6, tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh cho hay, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Trần Thị Dung, sinh năm 1965, quê quán xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh,
cựu cán bộ tín dụng một ngân hàng ở huyện Thạch Hà sau 28 năm lẩn trốn truy nã về tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, theo thông tin từ báo Người Lao Động. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong quá trình công tác từ tháng 1 năm 1995 đến tháng 9 năm 1995, Dung đã lập 20 bộ khế ước mang tên mình và tên người khác để chiếm đoạt số tiền trên 190 triệu đồng rồi bỏ trốn. Đến ngày 5 tháng 10 năm 1995, Công an huyện Thạch Hà ban hành quyết định truy nã số 04 đối với nữ quái này. Quá trình lần theo dấu vết của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng mang tên Trần Thị Bích Thảo, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1970, cư trú tại khối 14 phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có nhiều nghi vấn. Đến ngày 14 tháng 6 năm 2023, sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định người có tên Trần Thị Bích Thảo chính là đối tượng truy nã Trần Thị Dung, nên tiến hành bắt giữ Dung sau 28 năm lẩn trốn. Và phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 29 tháng 6 tới, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử hai bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ án lộ đề thi tốt nghiệp môn sinh năm 2021. Theo cáo buộc, từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, Bùi Văn Sâm, 74 tuổi và Phạm Thị My, 60 tuổi, đều là nguyên giáo viên khoa sinh học Đại học Sư phạm Hà Nội, được phân công tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và hội đồng ra đề thi môn sinh học trong kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2021. Bà My đã mang tài liệu là bảng thống kê số lượng câu hỏi mới do bà My và ông Sâm biên soạn ra khỏi khu vực quy định. Bà My đã đưa tài liệu này vào hộp đựng kính của mình rồi mang về nhà. My đã chỉnh sửa, hoàn thiện trên máy tính cá nhân ở nhà rồi in ra hai bản, là bộ 40 câu hỏi môn sinh học do Sâm My cùng thiết kế. My giữ một bản và chuyển cho Sâm một bản. Sau khi nhận các tài liệu trên, Sâm chỉnh sửa trực tiếp trên bản in rồi trao đổi với My để hoàn thiện nội dung và đưa vào ngân hàng câu hỏi thi. Vietnamnet đưa tin, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh hôm qua, ngày 19 tháng 6, đã lập hồ sơ điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong. Trước đó, khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, một chiếc xe ben chạy trên đường Chế Lan Viên hướng Trường Chinh đi Nguyễn Hữu Tiến, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, khi đi đến giao lộ với đường D9, phường Tây Thành, quận Tân Phú và rẽ trái thì va chạm với xe máy do anh NDP, tên viết tắt, 35 tuổi, quê Quảng Nam điều khiển. Cú va chạm khiến anh P ngã xuống đường, bị xe ben cán phải, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân nằm kẹt dưới gầm. Theo thông tin từ báo Giao thông, chiều ngày 19 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong. Trước đó, khoảng gần 13 giờ cùng ngày, trên đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hai người đàn ông chưa rõ danh tính, điều khiển xe máy được cho là bất ngờ phanh gấp, làm cả hai ngã xuống đường. Lúc này, một xe tải lưu thông song song cùng chiều trên đường Võ Văn Kiệt theo hướng Đắk Nông, Đắk Lắk cán qua, làm cả hai tử vong. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin từ Vietnamnet, tối ngày 19 tháng 6, một nam thanh niên điều khiển ô tô chạy trên đường Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, rẽ phải vào đường Hùng Vương. Khi vừa qua khỏi ngã tư vài mét, nam tài xế đánh lái sang phải để tránh xe máy của một người phụ nữ chạy hướng ngược chiều trên đường Hùng Vương. Sau khi đánh lái, ô tô lao lên lề đường, tông thẳng vào nhà dân, làm hư hỏng cánh cửa chính. Theo một cảnh sát giao thông làm việc tại hiện trường, xác định ban đầu tài xế không vi phạm nồng độ cồn. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Ông Đinh Xuân Hôn, Chủ tịch xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cho biết, một nhà dân trên địa bàn vừa xảy ra tình trạng sụt lún và rạn nứt, thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, sự việc diễn ra vào rạng sáng cùng ngày. Gia đình ông Nguyễn Văn Hưng ở khu Đá Bàn 2, xã Ngọc Lập phát hiện ngôi nhà mái bằng bị sụt lún nên các thành viên trong gia đình đã vội vàng tháo chạy ra ngoài. Hiện tượng này cũng xảy ra ở khu bếp, căn nhà sàn bên cạnh và ngoài sân trong khuôn viên nhà ông Hưng. Ông Hôn cho hay, diện tích sụt lún ở nhà ông Hưng đến thời điểm hiện tại rất lớn. Gần đây, nhà ông Hưng và các nhà bên cạnh không xây dựng hay sửa chữa gì. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sụt lún. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 11 giờ hôm nay. Bộ Quốc phòng Nga cho biết,
tàu hậu vệ nước này giải cứu 68 hành khách khỏi con tàu gặp sự cố ở Địa Trung Hải. Thông tin từ báo VN Express. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trên đường đến cảng Tartus, Syria, chiến hạm đô đốc Sokov của Hải quân nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu Avalon. Theo cơ quan này, đây là tàu kiểu du thuyền mang cờ Hy Lạp và Đức. Tàu hậu vệ Gorskov đổi hướng, cùng tàu hàng Bithama thực hiện chuyến dịch giải cứu thành công. Các hành khách trên tàu Bithama được hỗ trợ y tế và sau đó được đưa đến ngoài khơi đảo Kalimos để chuyển lên tàu của lực lượng cảnh sát biển Hy Lạp. Theo hãng tin Reuters, chiều ngày 19 tháng 6, trong ngày cuối cùng của chuyến thăm Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về các biện pháp ngăn bất đồng giữa hai nước leo thang thành xung đột. Ông Tập và ông Blinken đã có cuộc hội đàm dài 35 phút tại Đại lễ Đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Đài truyền hình Trung Quốc CCTV đưa tin, nhà lãnh đạo Trung Quốc ca ngợi kết quả các cuộc gặp trước đó của ông Blinken với quan chức Trung Quốc, cho biết phái đoàn hai nước đã đồng ý tuân theo những hiểu biết chung mà ông và Tổng thống Joe Biden đã đạt được tại cuộc gặp ở đảo Bali, Indonesia hồi tháng 11 năm 2022. Việt Nam Plus đưa tin, Nhật Bản đã nhất trí với Ukraine về việc thiết lập hệ thống liên lạc hỗ trợ Kiev, tái thiết các khu vực bị thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột với Nga. Tại buổi lễ ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng tái thiết Nhật Bản Hiromichi Watanabe và Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách vấn đề tái thiết đã ký bản ghi nhớ về sáng kiến hỗ trợ tái thiết trên. Theo đề nghị của Ukraine, Tokyo sẽ tư vấn cho Kiev trong việc tái thiết các khu vực bị tàn phá dựa trên kinh nghiệm từ thảm họa động đất và sóng thần xảy ra hồi năm 2011 tại miền Đông Bắc của nước này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trưa của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Và chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.